Cảnh sát điều tra Anh đã chính thức đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ, phối hợp trong việc nhận dạng và xác minh nạn nhân trong vụ cháy có 3 thi thể nghi là người Việt ở Manchester. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 4 tháng 8, Cảnh sát điều tra Anh thông báo đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester. Tại hiện trường, quá trình tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai. Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước, xác định được gia đình 4 công dân Việt Nam được báo cáo mất tích tại Anh trong thời gian gần đây. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh giữ liên hệ chặt chẽ và cung cấp cho cảnh sát điều tra Anh những thông tin cần thiết để xác minh nhân thân các nạn nhân. Ngày 4 tháng 8, cảnh sát điều tra Anh đã chính thức đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ, phối hợp trong việc nhận dạng và xác minh nạn nhân bằng các kỹ thuật chuyên sâu. Cục lãnh sự và đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước để thúc đẩy quá trình nhận dạng nạn nhân, sẵn sàng các biện pháp cần thiết để thu xếp hậu sự trong trường hợp xác nhận là công dân Việt Nam, đồng thời yêu cầu phía Anh sớm điều tra nguyên nhân vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trên, nguy cơ xung đột giữa Nhật Bản và Trung Quốc do căng thẳng tại eo biển Đài Loan. Việc Trung Quốc tập trận xung quanh khu vực eo biển Đài Loan và đã phóng 11 tên lửa, trong đó có 5 tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của ERS, Nhật Bản đã dấy lên căng thẳng mới tại khu vực. Cuộc tập trận mà Trung Quốc thực hiện nhằm phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Nhật Bản cũng có đồng quan điểm với Mỹ về vấn đề Đài Loan. Chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio khi thành lập nội các cũng đã thêm một bộ phụ trách vấn đề nhân quyền, mà bộ này có trách nhiệm theo dõi những vấn đề liên quan đến Đài Loan. Theo chuyên gia quân sự của Đài Loan, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996 Trung Quốc thực hiện phóng tên lửa xung quanh khu vực eo biển Đài Loan. Và căng thẳng quân sự tại khu vực này đang trở nên căng thẳng. Đài Loan lên án đây là hành vi khiêu khích trật tự quốc tế, phá hoại hiện trạng eo biển Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu ngay lập tức đã lên án việc Trung Quốc phóng tên lửa khi tập trận, và hơn thế nữa tên lửa lại rơi vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản. Đây là hành động không thể chấp nhận được bởi là vấn đề lớn liên quan đến an ninh quốc gia và an toàn của người dân Nhật Bản. Đồng minh thân cận nhất của Nhật Bản là Mỹ cũng đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Dự kiến Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận đến hết chiều ngày 7 tháng 8. Trong thời gian tập trận, Trung Quốc yêu cầu các tàu thuyền, máy bay không đi qua khu vực diễn tập. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục phóng tên lửa trong khi diễn tập. Trong một tuyên bố đưa ra, quân đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng tất cả đã nhằm mục tiêu một cách chính xác. Với tuyên bố này, Nhật Bản không thể không xem là mục tiêu của Trung Quốc nhắm tới. Nhật Bản cũng thông tin thêm, trong cuộc diễn tập diễn ra vào ngày hôm qua 4 tháng 7 có khoảng 100 máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, 10 tàu tham gia. Trong 11 tên lửa có 4 tên lửa được phóng từ tỉnh Phúc Kiến với khoảng cách từ 500 đến 550 km xuống phía đông eo biển Đài Loan. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh và biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi nhé.